thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế phát triển bậc nhất của cả nước. Cuộc sống và sinh hoạt của người dân ngày càng thuận lợi và thoải mái hơn, với nhiều tiện nghi hiện đại ra đời, giúp cho nhu cầu của mọi người được thỏa mãn một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, dù chấp nhận cuộc sống hiện đại, nhưng vẫn còn đây đó những người muốn lưu giữ lại một vài nét sinh hoạt cũ đã trở thành kỷ niệm khó quên đối với họ. Chẳng hạn như hình ảnh thân thương và hương vị khó quên của cà phê Vật. Những vị khách tìm đến cà phê Vật có lẽ cũng có một chút hoài niệm về quá khứ, với những gì đã trở thành một phần đáng nhớ trong ký ức và tâm hồn. Bà làm nghề này cũng 60 năm rồi, đời của bà là 60 năm. Đời ông già bà già trước còn trước mấy năm nữa, trên 60 năm. Làm mà quên luôn á, quên luôn thời gian luôn á. Thì ngày nào mình cũng làm, mình có nhớ gì đâu. Chừng hỏi ra rồi hết hồn. Cà phê Vật là coi như là nó khác cái chỗ là đã có từ lâu rồi. Từ hồi xưa lúc mà anh, thậm chí là anh chưa sanh ra, nhưng mà cái cà phê này thì nó đặc trưng của người Sài Gòn mình hồi trước. Thành ra bây giờ anh muốn uống cái cà phê này để giống như là mình nhớ lại cái kỷ niệm xưa mà. Mặc dù là mình bây giờ là cái thế hệ trẻ nhưng mà anh vẫn thích cái cà phê Vợt. Nó có một cái hương vị riêng so với cà phê phin. Quen rồi ngồi ở đây bạn bè chung người kia ngồi ở đây quen. Đi chỗ lạ, đi chỗ cà phê mấy chục ngàn, nó buồn lắm, ngồi vô không ai, không bạn bè ở đây, bạn bè kia ngồi tán dóc này kia. Lại nó cũng giá nó cũng bình dân, sao có 6 ngàn, 8 ngàn uống cà phê kia, 40-50 tiền thôi uống. Hiện nay chỉ còn một vài quán cà phê trong thành phố, còn giữ lại cách pha chế cà phê bằng vật vải, như cách đây nhiều thập niên. Cà phê khi pha chế bằng vật không hề có độ sánh đặc như pha phin, nhưng lại có mùi vị riêng biệt, được một số người ưa thích. Hương cà phê hòa quyện cùng mỗi khói bếp nấu củi đặc trưng, tạo thành một loại thức uống đậm đà thú vị. Hơn thế nữa, đã tái hiện một không gian ký ức cà phê xưa. Nó khác cái là cái mùi nó thơm hơn so với cái cà phê mà pha sẵn. Giống như là nó thơm ngay tức thì nó xông lên mũi luôn đó, cảm giác nó vậy như vậy. Còn thì cái vị nó khác chút xíu, nó không có đậm đà như cà phê phin. Nhưng mà nó có cái mùi thơm thơm mà cảm giác mình thấy nó cũng dễ chịu. Uống nó nhẹ hơn mấy cà phê kia, cà phê nặng, đậm đà nặng quá uống nổi. Mua cà phê hộp có trực tiếp có xay ra cà phê có thơm lắm. Nó quậy lên là uống là nó bay cái mùi đó, là đúng cà phê luôn. Ở ngoài cà phê nó pha này pha kia mình đâu có biết đâu. Chứ uống quen đây qua chỗ khác uống không có dễ. Chục tiệm có một tiệm dưới. Ngày xưa, thói quen ăn trầu của người Việt là một phong tục cổ truyền. Trầu cau còn là quà tặng, là sính lễ không thể thiếu trong lễ hội lễ cưới. Điều đó được thể hiện rất rõ trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam. Ai về tôi gửi buồng cau, buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy. Hay anh về cuốc đất trồng cau, cho em trồng ké dây trầu một bên. Mai sau trầu nọ lớn lên, cau kia ra trái làm nên cửa nhà. Ngày nay ngay cả ở nông thôn, hình ảnh trầu cau không còn quen thuộc và gần gũi như trước kia. Hiếm ai còn nhớ hương vị nồng nàn của miếng cau, lá trầu. Thế nhưng giữa thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn tìm thấy những điều bình dị ấy. Ngay tại chợ trầu cau đã tồn tại hơn nửa thế kỷ qua, tọa lạc trên đường Lê Quang Sung, đối diện bến xe Chợ Lớn, quận 6. Bà bán trầu cau này được 46 năm. Trước bà đi mận Mỹ đi làm đó rồi nghỉ đi bán trầu cau phụ cho người ta đó rồi người ta đuổi việc là thôi giờ thôi giờ mận nghề nào cũng vậy nghề nào mình cũng mận mới có ăn. Ok. Theo tới giờ bán tới giờ này bốn mấy năm rồi. Trầu cau này là phong tục từ xưa tới giờ giống như là lễ hỏi lễ cưới rồi á. Mới là mua về họ làm lễ cưới lễ hỏi rồi cái khi ngày rằm cúng quải rồi tháng đôi ba lần vậy đó. Tại vì nghề này nó nhẹ nhàng mà vốn liếng nó cũng ít, thành ra mình hơi kệ đi chứ giờ có nghề nào giờ. Trước đây chợ có hàng trăm sạp và gánh trầu cau được bày bán, bởi thế chợ là nơi cung cấp trầu cau lớn ở Sài Gòn và thậm chí là cá vùng Đông Nam Bộ. Trầu ở đây nổi tiếng với hương vị cay thơm rất đặc trưng, không nơi nào có được. Đến nay, trước những đổi thay của đời sống xã hội, người ăn trầu hầu như chẳng còn bao nhiêu.
Bởi thế trong chợ chỉ còn khoảng 10 gian hàng còn duy trì hoạt động buôn bán. Người bán trầu cao tại chợ đều ở tuổi thất thập, gắn bó với nghề này từ tuổi 18 đôi mươi, cho đến khi tóc đã bạc màu năm tháng. Và họ vẫn thầm lặng, cần mẫn bán từng buồng câu, từng lá trầu tiêm cánh phượng để mưu sinh. Mình yêu nghề, mến nghề, với cái nghề truyền thống này của ông bà để lại thì thôi, mình đeo theo mình bán luôn. Nhiều khi mình làm hoài cao vậy nè, cái mình bán đám cưới người ta thấy cũng vui vui. Chứ người ta nói mình già rồi, khéo tay quá, còn làm đẹp vậy thấy cũng vui vui một chút. Tại cái chầu cao là cũng biểu tượng cho những dân tộc mình. Tại vì nếu mà không giữ lại cái này thì mai một đi cũng là cái hối tiếc của mình.